BTS vừa thông báo sẽ tổ chức 4 hòa nhạc ở sân vận động SoFi tại Los Angeles, những hòa nhạc đầu tiên của họ sau 2 năm. Thông báo này được Big Hit Music đưa ra trên trang chính thức của BTS trên Weverse. Xin chào, đây là Big Hit Music. Hòa nhạc trực tiếp offline, The BTS Army Sửng To Dan On Stage sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Tổ chức một buổi hòa nhạc trực tiếp giữa đại dịch COVID-19 không phải chuyện dễ dàng, nhưng sau khi tìm kiếm các cơ hội, chúng tôi thấy có thể tổ chức hòa nhạc ở Mỹ sau khi cân nhắc các quy định và hoàn cảnh y tế quốc gia và khu vực. Đây sẽ là hòa nhạc đầu tiên để BTS và ARMY gặp nhau trực tiếp kể từ năm 2019 BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself The Final. Là sự kiện đặc biệt có giá trị được tổ chức trong hoàn cảnh khó khăn, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để mang tới cho các bạn một hòa nhạc hoàn toàn mới, cực kỳ ấn tượng, đồng thời vẫn đặt sức khỏe của nghệ sĩ và khán giả lên ưu tiên hàng đầu. Tổng cộng có 4 buổi hòa nhạc vào ngày 27 tháng 11, 28 tháng 11, 1 tháng 12 và 2/12. Địa điểm: sân vận động SoFi, Los Angeles. Vé mua tại Ticketmaster và có ưu đãi cho thành viên ARMY. Chúng tôi rất tiếc rằng không thể tổ chức thêm nhiều hòa nhạc ở những nơi khác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có hòa nhạc bổ sung không chỉ cho fan ở Hàn Quốc, mà còn trên toàn thế giới những người đã kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian dài. Xin hãy tiếp tục quan tâm tới BTS Army Sửng To Dan On Stage, Los Angeles. Xin cảm ơn. SoFi là một trong những sân vận động mới nhất ở Los Angeles, mở vào tháng 9 năm 2020. Nơi đây hiện đang tổ chức các buổi đấu bóng chày và dự kiến sẽ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2028. Sức chứa của sân vận động lên tới 70.000 người và 100.240 người trong các sự kiện đặc biệt.